Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với đại sứ Phần Lan tại Việt Nam và các doanh nghiệp Phần Lan để trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã chia sẻ về định hướng phát triển các nguồn năng lượng trong quy hoạch điện 8 để đạt mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam vào năm 2050 cùng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời chia sẻ tổng quan về quy trình, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia đầu tư vào dự án năng lượng trong nước. Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động hợp tác gần đây giữa tập đoàn Wasila và EVN Genco 3 trong việc hợp tác triển khai dự án tại Việt Nam, đề nghị tập đoàn nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng để có thể xây dựng một phương án khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, giá thành điện năng phù hợp với mức chi trả của đối tượng sử dụng sau khi dự án vận hành để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định hiện nay. Về các hoạt động hợp tác rộng hơn giữa Phần Lan và Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị đại sứ Phần Lan có nhiều hoạt động cụ thể để khuyến khích nhiều hơn các doanh nghiệp Phần Lan hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở các ý tưởng kinh doanh, công nghệ và vốn để có thể triển khai các dự án quan trọng trong thời gian tới, đóng góp cho sự hợp tác và phát triển của hai nước.